Xin kính chào tất cả mọi người. Thì hôm nay là ngày thứ bảy, cũng là ngày cuối của năm 2022, thì chuẩn bị bước sang năm 2023. Thì mình cũng xin chúc tất cả mọi người năm mới sức khỏe dồi dào và tràn đầy hạnh phúc. Thì bây giờ cũng đã 2 giờ rưỡi chiều, mình đang có mặt tại thị trấn Vân Canh của huyện Vân Canh, là một huyện miền núi nằm ở vị trí là phía tây nam của tỉnh Bình Định, giáp với Phú Yên. Thì ở thị trấn này thì mình cũng đã review một video rồi. Thì hôm nay mình sẽ cập nhật cái tình hình ngày cuối năm tại thị trấn Vân Canh gửi đến mọi người các bạn cùng xem nha, theo dõi hết video của mình nha. Rồi bây giờ mình bắt đầu đây. Rồi mình đang đứng ở cái vị trí là ở cuối, ở cái khu vực là cuối của thị trấn Vân Canh. Đó, trên cái trục đường chính, trục đường này là đường liên huyện, liên xã nha. Con đường này là từ ngã ba Diêu Trì giáp với đường quốc lộ 1A, nó chạy dọc qua các cái xã lên thị trấn Vân Canh là đê, và lên đến cái xã cuối cùng là xã Canh Hòa, giáp với khu vực tỉnh Phú Yên. Thì từ đây sang khu vực tỉnh Phú Yên nó còn rất là gần các bạn, chứ khoảng chừng mười mấy cây số thì sang đến khu vực là Xuân Lãnh của tỉnh Phú Yên, huyện Đồng Xuân. Rồi bây giờ mình bắt đầu mình di chuyển nha. Đó, mình sẽ review cái cảnh quan thị trấn Vân Canh ngày cuối năm hôm nay. Đây mình di chuyển trên cái trục đường chính, trục đường chính của thị trấn Vân Canh cũng như là cái đường liên huyện liên xã. Con đường này gọi là đường Quang Trung các bạn, đường Quang Trung. Thì nhìn cảnh quan của một cái thị trấn miền núi thì nó có một cái đặc thù đó riêng, đó là cái cảnh núi rừng và người thì cũng không có đông nha các bạn, người không có đông, không sầm uất nhộn nhịp như ở các cái huyện đồng bằng và ven biển đó. Thì huyện Vân Canh nói chung thì cái kinh tế chính là cái kinh tế rừng các bạn, kinh tế trồng rừng là cái kinh tế chính. Ngoài ra thì các cái hoạt động kinh tế khác trong cái cuộc sống hiện đại nó cũng đã và đang dần dần nó hình thành và phát triển đó. Thì đó là cái điều kiện, cái cơ hội để cho tất cả mọi người ở trong cái huyện Vân Canh nó có cái cuộc sống ngày một tốt hơn, và đặc biệt là chuẩn bị bước sang năm 2023 đó. Thì mình cũng chúc cho tất cả mọi người đó, làm ăn là phát tài, kinh tế ngày một giàu hơn để đảm bảo cái cuộc sống. Đây ở ngoài đường các bạn thấy không, hầu như là rất ít người đi lại trên cái trục đường chính này. Và thời tiết hôm nay á ở tại tỉnh Bình Định thì cũng khá lạnh nha các bạn. Và một điều nữa là cái thị trấn Vân Canh, khu vực huyện Vân Canh là cái khu vực miền núi, cho nên là cảm giác là nó lạnh hơn ở dưới khu vực ven biển nha các bạn. Trời nó cũng khá lạnh các bạn. Đây còn thấy không, tới cái cầu này người ta đã cắm cờ rồi các bạn thấy không, chuẩn bị là đón một cái năm mới, năm 2023 đó. Chỉ còn vài tiếng đồng hồ nữa thôi. Đêm nay là đêm đón giao thừa của năm 2023 của cả toàn thế giới các bạn. Thì trên cái trục đường chính này còn thấy không, nhà cửa thì tuy là nó cũng dày nhưng mà nó không có to, không có hoành tráng, nên là nhà cửa nhà nhỏ còn rất là nhiều ở cái thị trấn này nha các bạn. Khu vực này là cái khu vực tập trung các cái công sở và công sở cơ quan ban ngành. Khu vực này là khu vực là trung tâm của thị trấn Vân Canh rồi. Mặc dù là ở phía đằng sau cái trục đường chính này
là những cái khu phố, nhưng mà khu phố của thị trấn Vân Canh thì những khu phố mới thì nó cũng không có nhiều người các bạn, không có nhộn nhiều, không có đông người lắm nha. Nhìn chung thì thị trấn này nó cũng khá là nhỏ các bạn. Ở đây tập trung những cái cơ quan ban ngành công sở nằm ở đoạn này, hầu hết là ở đoạn này nha các bạn. Rồi mình đi nhanh nhanh qua đoạn này nha. Ôi, trời nó rất là gió các bạn. Gió vừa lạnh và vừa gió nữa các bạn. À, đến cái khu vực này là cái khu vực gần cái chợ các bạn. Chợ Vân Canh. Trời thì nó không có nắng âm u cho nên là mình quay có lẽ là nó không được trong nha các bạn. Đây, cái đoạn này là cái đoạn nó song song với cái đường đường tàu các bạn, cho nên nó tàu nó đang đi qua các bạn. Đó, tàu đi cái hướng là hướng Bắc Nam rồi. Bởi vì đó đường tàu nó đi hướng Bắc Nam đi lên đi qua cái thị trấn Vân Canh, cái ga Vân Canh rồi để đi sang ga Xuân Lãnh đó bạn. Xuân Lãnh nó xuống Đồng Xuân, xuống La Hai Đồng Xuân. Đây khu vực này là cái khu vực chợ các bạn. Ở ngoài đường người ta bán đồ đạc chuẩn bị ngày Tết rất là nhiều nha, chăn màn mùng quần áo. Đây đây là cái khu vực chợ này. Thì hôm trước thì mình cũng đã quay, mình cũng nói qua rồi. Đó, cái chợ Vân Canh thì cũng hình thành thì khá lâu rồi, nhưng mà hiện nay thì chợ Vân Canh nó vẫn còn đâu có lẽ nó rất là cũ kỹ bạn, chưa có cái sự đầu tư mới. Mặc dù đó là một cái chợ, chính cái chợ trung tâm của một cái thị trấn, của một cái huyện, nhưng mà người ta chưa có cái sự đầu tư nhiều đó so với những cái vùng mà ven biển đồng bằng ở phía dưới miệt biển, huyện Tuy Phước rồi huyện An Nhơn rồi chẳng hạn. Thì ở dưới đó thì các cái chợ hay các cái chợ xã mà người ta xây dựng rất là to, nhưng mà trên này là chợ của một cái thị trấn, nhưng mà người ta xây, người ta vẫn giữ như cũ, không có gì thay đổi rồi. Thì từ trung tâm thị trấn Vân Canh này xuống Quy Nhơn đó, nó khoảng chừng là 45 km nha các bạn, 45 km đó. Thì cái con đường liên huyện liên xã này á, thì có đoạn thì rải nhựa, còn có đoạn thì vẫn còn bê tông nha các bạn. Những đoạn mới là rải nhựa các bạn, chẳng hạn như khu vực này là người ta rải nhựa hết rồi, bởi vì nó có một cái khu phố phía trong kia. À, người đi ngoài đường à, quá ít luôn các bạn. Một cái thị trấn khá là êm ả, bình yên. Khu này thì cũng có một số nhà mới đây. Nhà mới cũng khang trang so với những cái khu cũ các bạn. Thì từ thị trấn Vân Canh này mình đi xuống Quy Nhơn á, nếu mình không đi xe máy thì mình có thể mình đi xe đò và xe khách á, xe khách nhưng mà nó rất ít. Hoặc có thể mình đi xe buýt như vậy, xe buýt thì mỗi ngày như vậy nó cũng có mấy chuyến á. Cứ là từ Vân Canh đến Quy Nhơn, Quy Nhơn lên Vân Canh thì nó cũng thuận lợi, thuận tiện cho cái việc đi lại giữa cái huyện miền núi này với cái khu vực dưới miệt biển của tỉnh Bình Định, Quy Nhơn, Tuy Phước rồi An Nhơn nữa bạn.
con đường này nó không có to và không rộng. Cái đoạn ở trung tâm thị trấn thì nó cũng rộng rộng tí thôi, còn ra khỏi thị trấn thì cái đường này nó nhỏ hết bạn. Cho nên là những cái phương tiện giao thông lớn như xe container rồi xe tải lớn nó đi, nếu có hàng có xe ngược chiều thì nó rất là chật các bạn. Cho nên là đi trên con đường này là hết sức là cẩn thận nha các bạn, không nên đi nhanh. Đây mình đã đi đến cái đoạn cũng gần hết cái địa phận thị trấn Vân Canh rồi nha. Vậy thì hết cái địa phận thị trấn Vân Canh thì tới một cái xã khác, thì đó là xã Mỹ, xã Canh Hiệp nha các bạn. Canh Hiệp quá bình yên nha các bạn, không ồn ào, không hối hả. Càng về chiều thì thấy ở đây trên này nó khá là lạnh các bạn. Không khí nó mang tiết trời của cái khu vực miền núi nói chung, thì tới cái mùa hầu như mùa nào cũng vậy, nó có phần là nó lạnh và nó mát hơn ở dưới cái vùng ven biển, vùng đồng bằng thôi. Nhà cửa thì mình thấy chủ yếu là ở ngoài mặt đường này, nhà cửa nó to, nó khang trang nha. Còn mình đi sâu vào phía bên trong á, phía sâu á, thì ở phía sâu là những cái khu phố nhỏ, hoặc là những cái khu vực dân cư từ ngày xưa. Thì hiện nay thì nó cũng thuộc một cái khu vực của thị trấn Vân Canh, và đi xa ra nữa thì nó là cái khu vực khác, là của xã, các cái xã lân cận các bạn. Thì cái xã lân cận của thị trấn Vân Canh này là cái xã Canh Hiệp này, rồi xã Canh Thuận rồi ạ, xã Canh Thuận. Canh Thuận thì nó nằm ở phía trên một tí các bạn, phía trên cái thị trấn. Ở trên thị trấn Vân Canh thì nhìn chung mình đi lòng vòng mình thấy người ở trên này người ta không có trồng hoa nha các bạn. Trên này người ta không có kinh doanh trồng hoa Tết. Bởi vì người ta tập trung trên này là chủ yếu là làm kinh tế rừng, phần đông phần nhiều là người ta làm cái kinh tế rừng, là trồng rừng. Ở trên này người ta trồng phổ biến là cái cây keo, keo lá tràm á. Thì đó là một cái loại cây để cung cấp cái nguồn nguyên liệu giấy đó. Mà cái công ty Hào Hưng đó, chuyên là thu mua cái nguyên liệu đó. Thì cái công ty Hào Hưng đặt cái cơ sở, cái nhà máy thu mua á, và nó là rất là nhiều nơi nha, ở Phú Yên, rồi ở ngoài Bình Định này, rồi Quảng Ngãi, hoặc là trong Khánh Hòa, rất rất nhiều nơi vậy. Rồi mình đi tiếp nha, đi đoạn nữa thì nó mới hết cái địa phận của thị trấn Vân Canh. Hình như là cũng sắp hết rồi các bạn, sắp hết cái địa phận thị trấn Vân Canh rồi. Mình đã đi đến cái đoạn cuối rồi, đoạn cuối thì nó giáp với xã Canh Hiệp, xã Canh Hiệp. Và tiếp sau cái video mình cập nhật tình hình ngày cuối năm ở thị trấn Vân Canh này, thì mình sẽ review tiếp những cái xã còn lại của huyện Vân Canh đó, dọc theo cái con đường này. Và hầu hết thì cái địa phận, cái ranh giới của các cái xã của huyện Vân Canh đó các bạn, nên nó đều dọc theo cái đường này các bạn, cái đường liên huyện liên xã này nè.
Cho nên mình cứ đi trên cái con đường này thì mình sẽ thấy ngay đó, mỗi xã như vậy thì được đánh dấu bởi những cái như thế này các bạn, cái cổng ở đây đó, những cái cổng cổng rất to nha bạn. Đây, cái cổng đây là cái cổng báo hiệu là đến khu vực này là hết địa phận của thị trấn Vân Canh rồi, thì đi ra khỏi cái khu vực này đó, thì nó sang một cái xã khác là xã Canh Hiệp nha bạn. Rồi mình đi ra đoạn này một tí xíu nữa xem. Rồi vậy thì mình cũng xin dừng video tại đây nha các bạn. Hẹn gặp lại và các bạn trong những video mới tiếp theo. Rồi xin chào và hẹn gặp lại nha.